anh em mình đây xin chào, nhưng mà giờ tôi cũng tôi rồi hôm nay mình có cái đó như này, đang đề thanh niên mà hách tại ông đây thanh niên này xúc phạm mình trên mạng nhá. Ông hắn xóa kênh rồi mà, nhưng mà hắn chát bậy gì là hắn nói xúc phạm bác Hồ rồi, cho nó một phiếu report vì về vườn luôn, về vườn cho nó một phiếu report luôn này này, tài khoản này hơi nên sẽ tố cáo tài khoản này, tố cáo cái tài khoản này này vi phạm ngoài phòng pháp luật rồi nha. Bạn vi phạm ngoài phòng pháp luật rồi, tôi không thể tha cho bạn nữa đâu. Nếu bạn mà đăng nguyên video xin lỗi tôi thì tôi chấp nhận bạn lại lần này, được chưa, được chưa anh em? Mình bỏ kính ra cho dễ nhìn chút nào. Nào bạn này xúc phạm tôi và nói tôi là đồ xúc vật đó, bà khá lạm dụng nó luôn, lạm dụng cho nó về vườn luôn. Anh em nhớ like subscribe để ủng hộ video nhé, bye anh em.